Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lợ TV nhá. Hôm nay Lợ TV lại thăm mẫu nhà sàn bê tông ba mái này nhá, vì là rất nhiều khán giả của kênh Lợ TV đã yêu cầu lại là quay lại cái toàn cảnh mẫu nhà sàn này để các trong kênh Lợ TV để tham khảo lại mẫu ấy mọi người ạ. Mọi người thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp Lợ TV nhá. Để kênh Lợ TV để phát triển thêm. Đây là toàn cảnh bên ngoài cho mọi người xem này. Trên kia là ba mái và hai bên là hai cầu thang nhá mọi người nhá. Trên thì chủ nhà là anh Thắng, chủ nhà để lập mái tôn. Còn đây là khung cột này. Mẫu nhà sàn này thì được Lợ TV được biết là sẽ có một khán giả trong kênh Lợ TV đã tham khảo để làm giống y hệt cái mẫu nhà sàn này. Vì vậy là Lợ TV hôm nay sẽ quay lại để cho khán giả xem lại toàn cảnh để tham khảo cái mẫu này nữa mọi người ạ. Đây là bên ngoài. Đây kia là gỗ xoan nhá mọi người nhá. Mà trong quá trình sử dụng đã được một năm rồi. Màu sơn gỗ này cũng đã được một năm rồi mà vẫn màu vẫn giữ nguyên mà đẹp như vậy. Còn bên dưới này thì là ốp lèn thì ốp gạch đỏ để xe máy, và bên kia là nhà tắm. Đây bên này nhà tắm là nhà vệ sinh ở đây. Còn góc bên này thì anh chủ nhà anh có thiết kế để nấu nướng bếp ăn ở dưới này nhá. Đây toàn cảnh bên dưới đây mọi người ạ. Thì đấy, khung cột thì anh hôm nay anh có đợt Lợ TV thì xuống thì chưa xây thêm cái này. Đây mọi người này, để anh có thấy cảm giác và anh thấy để chống cái cầu thang này nên nó đỡ nặng hơn thì anh xây thêm. Đây nhá, đây là anh xây thêm cái hai bên chống này nhá. Đây bên này thế, và bên này anh cũng xây thêm để chống cái cầu thang này lên để nó đỡ nặng cái dầm kia nhá. Còn thực ra là không cần thiết lắm nhưng mà anh vẫn chống để cho an toàn. Và tại sao mọi người bảo là nhà sàn là nhiều cột? Vì là không có tường mọi người ạ, thế này cột là để chịu lực cho nó chắc chắn ngôi nhà sàn nhé, không thể cắt bớt được. Còn đây là cầu thang và lan can. Đây cầu thang thì anh chị ốp đá rồi, mọi người xem trong kênh thì đã biết rồi. Còn đây là lan can mình inox đây nhá. Đây cái sơn bê tông này anh có làm cái khung để giữ cái cột cao này quá cao nên là anh có thể giữ lại để nó vừa là mỹ quan và thẩm mỹ mọi người. Đây, mọi người cùng em lên trên. Còn đây là bên trong nhá, nhưng mà em sẽ quay bên ngoài trước cho mọi người biết. Đây là bên ngoài của ngôi nhà sàn. Đây đằng trước là có làm như thế này. Để em nói lại một lần nữa là khán giả của kênh Lợ TV sẽ làm một cái mẫu nhà sàn y hệt như này nên là em sẽ quay chi tiết lại cho mọi người biết nhá. Đấy. Còn trên này là chị chủ nhà với anh chủ nhà là đóng trần lại là trần tôn. Đấy ạ. Trần tôn giống như kiểu trần tôn giả sộ, ở trần tôn xốp giống như ở giả trần nhựa ấy. Đây là hai bên lan can, đây lan can và đấy cầu thang hai bên đấy nhá mọi người nhá. Giờ cùng Lợ TV vào bên trong để xem mà tham khảo mẫu nhá. Thì anh có thiết kế vì đằng trước anh đã để như này rồi, là người tày ở Bắc Quang ấy thì lại sẽ để cái bàn thờ nhô ra như này, nhưng mà anh thiết kế trước là có cái sân và bàn uống nước thì anh lại thiết kế lại cái bàn thờ vào bên trong, khác cái truyền thống của bà con dân tộc Tày ở dưới mạn Bắc Quang này nhá. Còn người Tày của Hà Giang với Vị Xuyên ấy thì sẽ để bàn thờ ở đây mọi người ạ. Và trong này sẽ là xây cái những cái ngăn khép kín để buồng ngủ cho vợ chồng con cái. Nhưng đây là anh chị là lại là kéo rido nhá, vẫn là khép kín, tình cảm khép kín hơn. Đây này, đây là mọi người cùng tham khảo. Đây bên anh chị hai bên để làm kéo rèm, bên kia cũng kéo rèm là khép kín như này, cũng khá là riêng tư luôn.
Đây, mọi người nên xem này. Mẫu này là trồng chóp nhá. Đấy, trồng chóp này như mọi người nhìn đã biết rồi. Lại đi không thể nói thêm nhiều nữa. Đây, màu sơn giả bộ các kiểu. Sẽ quay lại cho mọi người để xem. Đấy, không gian trang trí như này. Nhiều người bảo là chê tại sao nhà sàn là không có không gian riêng tư, là vì cái mẫu nhà sàn bắt buộc của bà con ấy, thực ra là truyền thống là không được xây bức tường ngăn nhá, nên là tại sao là anh chị có trang trí những cái rèm này là ngủ thì mình sẽ kéo ra riêng tư rồi mọi người ạ, không kê giường chứ làm gì, nó không thể xây bức là nó nhìn nó không gian nó không thoáng đãng. Đây là Lợn TV sẽ mở cửa đằng sau ra cho mọi người cùng biết một tí nhỉ. Sẽ mở đằng sau, đây đằng sau là những đồ chè của gia đình nhá, gia chủ gia đình nhá. Nó sẽ thoáng hơn này. Đấy, anh bố trí trong gia đình này là cái giữa sàn nhà là bàn ngồi nước, ở đằng kia là bàn thờ mọi người ạ. Đấy, bốn xung quanh đây là anh chị có thể ngồi hát hò đây. Ngôi nhà này nói với tất cả mọi người là 140m² mặt sàn nhá. Là 140m² mặt sàn trên này, mặt dưới là 140m² nữa. Đó, rộng, cực kỳ là rộng để mình có thể bày trí, bố trí các kiểu được. Đây mọi người này, nhìn em sẽ cho mọi người xem một lần nữa này. Mẫu nhà sàn như này nhá. Tí căn bản em giờ không có flycam, em sẽ leo lên đồi, em quay lại cái góc trên cao cho mọi người biết nhá. Đây mọi người cùng mọi người biết là từ dưới là có cái ao rồi, nuôi cá rất đẹp này. Em sẽ lên trên kia nhá. Lên trên này em sẽ quay lại cái góc này thì cũng có phải là cao để bay toàn cảnh cho mọi người biết. Đây là anh chị có nuôi gà, rất nhiều nuôi gà ngan vịt ở xung quanh đấy. Đây là đồi chè nhà anh chị nhá. Kia cái mặt kia là anh chị, cái đây cái đây theo tay này là cái khung đấy, là anh chị bắn cái tấm nhựa trắng để không bị hắt mưa vào mọi người ạ. Đây đồ chè nhà anh chị đây, đây mọi người uống chè cực kỳ lon luôn nhá. Thông cảm, bên kia là có máy xưởng than làm đốt than, là cắt gỗ làm than nên là hơi ồn, mọi người thông cảm cho Lợn TV nhá. Đây mọi người nhìn thấy chưa, đây là mặt đằng trên nhá, tôn sóng giả ngói đẹp, rất đẹp không. Đây là đồi chè của anh đây. Đây mọi người này, nhìn thấy chưa, tôn sóng giả ngói này. Đây anh chị lắp nước mà hai cái tép nước ở trên này. Ở kia là cái năng lượng của nhà anh chị. Đây toàn cảnh đằng sau nhé. Rất vui mọi người, cảm ơn mọi người nhé đã theo dõi kênh Lợn TV. Rất mong mọi người ủng hộ kênh Lợn TV để kênh Lợn TV sẽ phát triển thêm nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.